Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị chấn chỉnh xử lý nghiêm vi phạm của chùa Ba Vàng và chủ trì Thích Trúc Thái Minh, xác minh nguồn gốc vật thể được gọi là xá lợi tóc Phật. Đây là nội dung tại cuộc họp với các bộ ban ngành trung ương, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chùa Ba Vàng trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận ngày 4 tháng 1. Tại cuộc họp, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hoạt động của chùa Ba Vàng vi phạm điều 43, điều 48, điều 50 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, hiến chương của giáo hội, quy định của tăng đoàn để chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm của cơ sở tôn giáo và sư trụ trì. Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục trao đổi với tăng đoàn Myanmar để xác minh nguồn gốc vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật, tiền lệ về các hoạt động trưng bày xá lợi, trao đổi, biếu tặng giữa tăng đoàn Phật giáo các quốc gia, kịp thời thông tin tới Phật tử, nhân dân. Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục phối hợp, rà soát, xác minh thông tin, vụ việc gửi báo cáo về Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ để tổng hợp, tham mưu theo chức năng quản lý nhà nước, trên quan điểm vi phạm đến đâu xử lý đến đó, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và ổn định tình hình xã hội, duy trì môi trường sinh hoạt và hoạt động tôn giáo lành mạnh cho mọi người, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, không để sự việc ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại của Đảng, nhà nước, không để các thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các hành vi lợi dụng tính chất sự việc để bôi nhọ chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh. Liên quan đến vụ việc, trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, việc chùa Ba Vàng mời đoàn chức sắc trừ tăng Myanmar sang Việt Nam tổ chức rước trưng bày cho Phật tử chiêm bái vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật, cùng với việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng xuất cảnh nhiều lần trong năm 2023, vi phạm các quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài lần lượt được quy định tại điều 48, điều 43, điều 50 của Luật Tín ngưỡng tôn giáo. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động diễn ra tại chùa Ba Vàng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023 thu hút khoảng 50.000 người tham dự, trong khi nhà chùa trước đó thông báo với Ủy ban dân thành phố Uông Bí dự kiến là 20 đến 25.000 người. Hoạt động trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng là hoạt động triển lãm vi phạm quy định về hoạt động triển lãm. Hoạt động này cũng chưa đáp ứng quy định về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo quy định. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, hoạt động vừa qua tại chùa Ba Vàng không phải là hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đơn thuần là Phật sự của chùa Ba Vàng do Đại Đức trụ trì tổ chức. Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu sư trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo sự việc, giải trình nguồn gốc của vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật, kiểm điểm việc phát ngôn của sư trụ trì và các hoạt động tuyên truyền trên website nhà chùa, mạng xã hội về vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật khi chưa kiểm chứng và chưa được sự chấp thuận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đức Thiện đề nghị các bộ ban ngành trung ương, cơ quan chức năng giúp đỡ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong quá trình xác minh, thẩm định nguồn gốc vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật. Trước đó, chùa Ba Vàng tổ chức lễ rước cung cấp thông tin tạo sự hiếu kỳ liên quan một vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật thỉnh từ Myanmar về. Sự việc khiến dư luận lên tiếng vì nghi ngờ tính chân thực của vật thể này. Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Thượng tọa Thích Đức Thiện yêu cầu Đại Đức Thích Trúc Thái Minh báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật về việc tổ chức sự kiện này, đồng thời gỡ bỏ tất cả các giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và của Đại Đức. Chiều ngày 4 tháng 1, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đã có phiên họp thảo luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng về việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật.